Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích một bài ngắn trong đề thi N1 2022 GLPT. Thì cái tinh thần của cái việc phân tích của bài này, chúng ta sẽ cùng thử tìm hiểu xem là cái cách mà họ ra đề như thế nào và các cái câu ở trong bài này nó được phân tích ra sao nhé. Và chúng mình nhớ làm bài trước khi check đáp án nha. Đầu tiên mình sẽ đọc câu hỏi này. Hisaga bangumi tsukuri ni oite kiken da to kanjiteru koto wa nani ka, là theo tác giả cảm nhận thì rằng cái gì, đúng không? Nani ka, cái gì là nguy hiểm trong cái việc mà tạo ra các cái chương trình TV. Mình sẽ cùng đọc này. Ở đây mình thấy có một cái keyword ở đây là kiken wa nani ka, có là cái sự nguy hiểm ở đây là gì, thì mình sẽ đi tìm những cái câu nào nó có cái từ kiken. Và mình sẽ focus vào các cái câu đấy. Tuy nhiên mình vẫn phải đọc từ đầu đến cuối để phân tích câu nha. Telebi bangumi wa sono bangumi naiyō no subete ga shichōsha ni tsutawaru yō wakaru yō ni tsukurareru ga ippō machigaeba wakariyasui dake no bangumi tsukuri ni natte shimau kikensei ga aru, là các cái chương trình TV này. Thì ở đây mình có cái từ gà, đây là tách câu rồi, là mặc dù là các cái chương trình TV thì tất cả các cái nội dung của các cái chương trình TV đấy thì đều được tạo ra để mà giúp cho cái người xem, người nghe, người ta hiểu này, rồi để mà tạo ra để mà truyền đạt tới cái nội dung cho người xem và người nghe. Tuy nhiên thì ippo machigaeba wakariyasui dake no bangumi tsukuri ni natte shimau kikensei ga aru. Tuy nhiên nếu như mà mình chỉ cần nhầm một bước thôi thì sẽ có cái nguy cơ là trở thành một cái việc mà tạo ra các cái chương trình TV mà chỉ đơn thuần dake là dễ hiểu mà thôi. Message ga simple na bangumi no hou ga shichōritsu o toriyasui nado to iwareru keiko ga aru nakade. Mình thấy cái từ nakade ở đây là trong cái hoàn cảnh như vậy này, trong cái bối cảnh như vậy này, trong cái tình trạng như vậy này, có nghĩa là trong cái bối cảnh mà có cái khuynh hướng là mọi người thường hay nói rằng là các cái câu kiểu như là gì, là các cái chương trình TV mà có các cái message, là các cái thông điệp rất là đơn giản ấy, thì sẽ dễ dàng có được thu hút được cái tỷ lệ người xem hơn. Thì trong cái bối cảnh như vậy, trong cái hoàn cảnh như vậy thì làm sao? Wakariyasuku suru koto de kaette jisho ya jijitsu no fukasa fukuzasusa tamense tsumari jijitsu no yutakasa o sogi otoshite shimau kikensei ga aru no da. Thì mình thấy là no da là để giải thích hoặc là biện luận thêm cái ý nghĩa của cái câu đằng trước, là trong cái bối cảnh như vậy thì nó sẽ có cái nguy cơ là gì ạ. Thì cái từ sogi otoshu ở đây nó đang giải thích là kizuru, là đánh mất đi này, hoặc là làm mất đi cái điều đó, đúng không? Lược bớt đi, lược bỏ đi, hoặc là đánh mất đi cái điều gì đó. Nên là mình sẽ dịch ở đây là có cái nguy cơ là đánh mất đi cái yutakasa, là cái sự phong phú của sự thật. Thì cái sự phong phú của sự thật ở đây bao gồm cái tính đa dạng này, tính phức tạp này, tính sâu sắc này của cái sự thực và cái hiện tượng đó. Thì có nghĩa là ngược lại với cái việc là dễ hiểu, làm cho dễ hiểu, thì nó sẽ có cái nguy cơ là bị mất đi cái tính đa dạng của cái sự thực đấy, đúng không? Của cái sự kiện đấy, cái hiện tượng đấy. Toriwake hodo bangumi dewa, đặc biệt là trong các cái chương trình về truyền tin hoặc là truyền thông tin ấy, hoặc là đưa ra các cái thông tin ấy, thì cái điều này thì nó lại trở thành một cái mối nguy mang tính rất là shime ở đây, nó kiểu là mang tính chất gọi là sống còn ấy. Thì cái từ toriwake ở đây là đặc biệt, là thì nó chỉ là đưa ra một cái ví dụ đặc biệt cho cái trường hợp đấy thôi, nên là nó cũng không phải là cái đáp án của bài nhá. Những cái phần ví dụ đưa ra các cái trường hợp đặc biệt hoặc là điển hình đấy, nó chỉ là cái để mà người ta giải thích thêm thôi. Nên là đáp án của mình nó chính là nằm ở cái phần màu tím ở đây. Mọi người nhận thấy là cái kikensei ở phía trên nó cũng có, cái bên dưới nó cũng có kikensei, nhưng mà cái phía trên này nó chỉ đưa ra cái khái niệm là gì, cái sự nguy hiểm về cái việc tạo ra một cái chương trình TV rất là dễ hiểu. Tuy nhiên ngược lại với cái việc dễ hiểu đấy thì nó sẽ có một cái nguy cơ là bị đánh mất đi cái tính đa dạng và phong phú của cái sự thực. Nên đáp án của mình là số 3 là wakariyasuku
Wakariyasuku shiyou toshite jijitsu o hori sagete chitaerare naku natte shimau, là mình sẽ không thể nào truyền đạt được hoặc là đào sâu được cái sự thực nếu như mà mình làm cho nó đơn giản và dễ hiểu, cố gắng làm cho nó dễ hiểu. Thì cái đoạn mà jijitsu o hori sageru ở đây là đào sâu cái sự thực đó, thì nó chính là cái sự sâu sắc này này, cái tính phức tạp này, cái tính đa dạng này, hay chính là cái sự phong phú của các cái sự vật, của các cái sự vật hay là hiện tượng đấy ấy, thì là mình sẽ không thể nào đào sâu được, mình sẽ không thể nào đi được cái tính đa dạng của nó, tính phức tạp của nó. Nên là cái từ hori sageru ở đây nó đồng nghĩa với cái fukasa này, fukuzatsu này, rồi tamense này, có là mình đi sâu vào tất cả các cái khía cạnh, mình đào sâu nó để mà truyền đạt nó thì không thể nào mà làm được nếu như mà mình làm cho nó dễ hiểu. Chỉ đơn thuần là làm cho nó dễ hiểu. Còn các câu còn lại mình sẽ loại như thế nào nhé. Shicho ritsu o ageyou toshite jijitsu to wa kotonaru koto o chitaete shimau koto, là mình sẽ truyền đạt được cái thứ, mình sẽ truyền đạt những cái nội dung mà nó khác biệt với cái sự thực. Thì cái đoạn mà kotonaru này là bị sai rồi này. Wakariyasui koto dake o chitaete shicho sa ni kanshin no mo tare naku natte shimau koto, là sẽ không thể nào có cái sự quan tâm từ phía những cái người nghe nếu như mà mình chỉ truyền đạt một cách dễ hiểu. Thì cái ý này bị sai nhá, vì là nó không phải là cái sự nguy hiểm, mà là trong cái hoàn cảnh là mọi người đang có được cái sự quan tâm từ người nghe bằng cách là đưa ra những cái chương trình TV dễ hiểu ấy, nhưng mà ngược lại với cái việc đấy thì nó có cái nguy cơ ở dưới cơ, nên câu số 2 này là bị sai này. Câu số 4 là message をシンプルにしようとして本質がわかりにくくなってしまう, là mình sẽ khó mà có thể hiểu được bản chất nếu như mà mình cố gắng làm cho cái thông điệp của mình nó dễ hiểu, nó đơn giản. Thì cái không shichika wakari nikui này là bị sai rồi, đúng không? Nên là nó chỉ còn mỗi cái câu 3 này thôi. Cái bài này thì nó cũng không có khó quá, bởi vì là câu 1, câu 2 và câu 4 thì nó hoàn toàn sai với lại cái nội dung ở trong bài rồi, nên chỉ còn có mỗi câu số 3 thôi, là cái hori sageru này là mình sẽ phải hiểu ngầm là nó bằng với cái ý ở cái đoạn màu tím này này. Thì nó cũng không phải là quá khó để chúng mình loại, đúng không? Nên là mình sẽ nhìn vào đó để mà phân tích câu và biết được cái cách ra đề của họ. Họ sẽ luôn luôn dùng trong cái phần đáp án của mình cái cách nói ở cái dạng thay thế, và mình sẽ phải đi tìm ra được cái ikeru đấy, mình sẽ phải hiểu được cái ikeru đấy là gì, và mình sẽ tìm đáp án theo cái cách như vậy. Thì bài hôm nay mình kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video sắp tới nhé.